giữa mà giữa cái đó đúng không ạ? Si đô lê. Đâu đô đây ha, đô đây ha, si đô này là đô nằm đây ha. Lê nằm đây này. Đó. Dê hai mà. Dưới này. Dưới thì là ngăn dưới, phải bấm dưới. Đúng rồi. Đi pha son. Son, son pha mi. Rồi bây giờ mình tập lại cái trên một loạt trong những cái từng dây một cho nó hệ thống ha. Rồi lại mi pha son. Mi pha son. Mi pha son. Rồi là si đô. Giữ lâu chút đấy, giữ lâu chút. Đúng rồi, là si đô. Rè mi pha bên dưới. Rồi bên dưới là son lá. Son lá. Son. Ok, đúng rồi. Rồi dây dưới là xì đô dê. Đô đây, đây, đô đây ha, đô nằm đây ha. Đô nằm một ha, dưới. Đô. Đây nằm đây, đây nằm đây, đây nằm đây. Rồi, cho nó dễ nhìn ha, ha, ha. Đô này ha, đây đô này. Đô. Chưa tới gì dưới đúng không? Chưa, từng dây chứ. Xì đô đây. Phải nhớ được cái quãng đó. Bây giờ mình tập mà bắt đầu mình loạn á, có nghĩa là mình tập 3 dây một lúc luôn. Mà trong đó là dây 3 mình chưa có quen. Và dây tiếp theo mình chưa có quen, mình tập 3 dây cuối là nó bị lấn á. Bởi vì khi mình được hiểu thì nó rất là hiểu nhanh, nhưng mà thực hành nó lâu. Giữ lâu nha, mình đang bị vội đó. Giống như là hai hai ha, hai hai pha hai son hai không son đây được rồi son đây rồi son hai hai Rồi bây giờ mình bấm như cũ nha. Mi 2 Fa 2 Son 2. Cứ tập lần lần từ từ đó. Rồi tiếp theo nó nằm đây luôn này, kệ nó. Đừng có rời lung tung nữa. Mất công mình đi nhặt dây, tìm dây nữa. Rồi dây 5 là 2. Tiếp tục là để nó tiếp. Là mình để sẵn này ha. Để sẵn rồi mình đi già nốt si. Nằm đâu, ngón nào. Nha, cách tập về nhà tập ấy vẫn dây này nhưng mà ở cái ngăn nào ngón nào nha. Si rồi si đô đúng không, đô bây giờ bên cạnh thì bây giờ là mình lại để tiếp, và sau đó là mình sẽ để vào cái ngăn nào mình là nốt đô. Đô 2 rồi xong rồi đừng bận tâm hết, bắt đầu dây tiếp theo này. Giờ dây 4 này, dây giữa là dây 4 nha. Rồi đẩy buông này 4 này. Rê 2 được chưa?
Rồi tiếp theo nút mi đâu? Quên thì nhìn giáo trình. Đây. Mi nằm đây là ngón nào? Mi 2. Xong rồi bắt đầu đẩy bên đây. Là pha bên cạnh nhá. Pha bên cạnh này. Pha bên cạnh này. Thì pha bỏ ra thì mình vẫn dây đó luôn. Ma 2. Xong rồi á, mình mới tập nhanh lên. Pha son la si do re mi fa. Mi fa son 2. Như vậy mình cứ tập đảo ngược lên. Đó. Còn nếu mình từng nốt thì mình nghỉ từng cái. Rồi, la si do này. La si do 2. Ok. Rồi re mi fa này. Re mi fa 2. Rồi xong đúng không? Rồi tiếp theo mình có cái dây thứ ba là dây son buông. Thì mình bấm vô ngăn hai ngón giữa là lá luôn, la được luôn. Son la, son la, son la. Đó, mình tập vậy nó dễ hiểu lắm. Đúng không? Rồi tiếp theo này, son lá mình không có tập nhiều mà mình tập cho nó quen đi là mình hiểu rồi. Son la, son la. Rồi, tiếp theo mình sẽ vào cái dây. Sau khi quen thuần thục thì mình sẽ vào dây 2. Dây 2 là xì này, là một dây vuông ha. Xì. Đô là ngón trỏ và ngăn 1 ha. Đô này nó cao hơn đô này nhá. Đô này nó cao hơn đô này nhá. Đây cũng đô này. Đây. Chứ không phải dưới đây. Không, đây là không có bấm. À, yeah. Đây là không có bấm nha. Đây là nó là thăng và dán. Nếu sang đây là đô thăng, nó lên một nửa cung. Thay vì là một cung là một vòng tròn đi, nửa cung là nửa vòng tròn đi, và cái nhịp nó giống vậy đó. Đô này, đô thăng này. Đô thăng cũng là đô thăng. Nhưng mà giai điệu nó từ đây về đây thì đây là re đúng không? Thì đây lại là dê dán, hiểu không? Dê ra, dê dán. Còn nếu giai điệu nó từ đằng cần đàn về đây thì nó là đô này, đô thăng này, đô thăng. Rồi nếu là từ đây đổ về cần đàn thì nó sẽ là dê thăng, dê dán. Dê dán nha, dê dán, dán là dán thấp xuống thấp ấy. Cái đó cái nốt này tính sau, bảo vậy là chúng ta học cái nốt căn bản thôi chứ không có học những cái nốt mà mình bỏ quãng ra. Tại vì nó thăng dán sau là mình nâng cao tính sau. Đó, thì mình sẽ tập là si đô ha. Si đô dê ha. Dê đô si, đô dê. Thì mình bấm là si 2, đô 2, dê 2. Tập từ từ đó. Dê 2, rồi tiếp theo là đô 2, si 2. Rồi chưa quen là chứ không có tập dây dưới nha. Tại vì mình chưa quen mấy dây trên thì không có tập dây 1. Rồi mình nâng hai cái dây mới là lá và son ha. Son la. Đấy thôi. Son la. Tiếp theo quen được son lá rồi thì là si đô dê này. Si đô dê. Si đô dê cho nó quen. Si đô dê. Mặc dù mình biết cái dây này đó, mình biết đấy, biết bằng dây 6 nữa. Nhưng mà mình bấm là nó chưa quen. Bởi mình nhặt dây nó chưa đúng. Vậy là cái này với cái dây dưới nó cũng giống nhau luôn. Giống nhau nhưng mà giống nhau về cái cách bấm là còn giống con 6. Dây 1 giống con 6 là đều pha son hết. Pha son này, pha son thấy không? Si, mi này, mi đây cũng là mi nó cao hơn thôi. Mi pha son. Thì là cái dây dưới này nó cao hơn dây trên thôi nhưng okay. Mà nó giống nhau. Giống dây 6. Mi pha son. Do son pha mi. Thì mình phải làm quen cả cái tay phải nữa. Chứ mình bấm dây 1 mà mình lại gãy cái dây 3, dây 4 thì nó không lên rồi. Đúng không? Và cái dây giữa này nè, dây giữa này nè. Dây giữa này là dây 2 ha. Dây 2 là dây C trong mặc định trong giáo trình là gọi là dây C ha. Dây C ha. Mình phải bấm dây C. Và luôn luôn là bấm dây này là bấm ngoài dây này. Không được rời lung tung, mình sẽ lẫn dây. Và bấm là bấm vào cái ngón nào mình giao trật tự cho từng ngón. Ngón 1 là ngón cái, ngón 2 là ngón giữa, ngón 3 là ngón áp út. 3 ngăn đầu tiên chúng ta giao 3. 3 cái ngón đó là không được đảo qua. Mình chỉ có nhiệm vụ trên các cái dây này mình để đây thôi, ở đây thôi. Và ngón 3 thôi. Đó, thì mình tập lại nha. Rồi cách tập này. Cách tập mình giống như cái trên. Tại vì cái trên nó 3 cái dây nó bự á. Mà thứ hai cái cách nhớ nó quá dễ rồi. Mì, pha, son. Bao giờ mình cũng tập cái bộ dây buông trước. Mì,
pha son là dây buông bắt đầu là bấm xuống là pha son. Ờ, tiếp theo là dây buông. Lên đây dây 5 á. Là si, si, si là ngón giữa ngăn hai á. Si, đô là ngón áp út ngăn ba nhá. Đô dê. Rồi xong ha. Dây thứ tư để nguyên, đừng có rời cái tay phải. Mình rời tay phải mình lại đi tìm dây nữa. Rồi tiếp theo là dè, dê dê ha. Dê mi này. Giống dây 5 luôn, dê mi pha. Dê mi pha. Rồi bây giờ tiếp theo là dây mà mình đang học mới này, là son. Son này. Đấy đây son không? Son thì bấm vào ngón số 2, tức là ngăn 2 luôn. Ngón giữa là ngón hàng ngón số 2 này. 1 này, 2. 1 nha. 1, 2, 3 này. Ngăn 1 này, ngăn 2, ngăn 3. Thì là nốt nào nó vào cái ngăn nào thì mình bấm vào cái ngón đó. Rồi, thì bây giờ mình bấm vào ngăn số 2 của dây 3, thì nó la. La đồng nghĩa với la buông này, nhưng mà khác âm. Giờ mình cứ hiểu đây là la cao. La. Đó. Mì. Được chưa? Đây dê nhá, dây dê nhá. Dê buông ha. Thì cái dây dê cao nó ở đây này. Dê này, dây 4 này. Mà dây bấm vô ngăn 3 của cái dây này này. Đó, nó là dê ha. Thôi mình quan tâm cái đó sau, mình quan tâm là cách thuộc dây làm sao. Đây là son lá này, son la. Đó, xong chưa? Xong rồi, xong thật nhuyễn rồi, thật hiểu rồi. Mình mới chuyển sang cái dây số 2 nhá. Xì đô. Xì là buông. Đô là ngón 1, ngăn 1. Dây 2. Rê là ngón 3, ngăn 3, dây 2. Xì đô dê. Xì đô dê cho ngon lành mới được ngược lại. Chứ giờ chưa ngon lành mà nó sẽ là mình vấp. Xì đô dê, ổn chưa? Cứ xì đô dê hoài nhá. Và bên này là nhìn dây nào. Đó bà đó. Chị đưa dây, mi pha son nó giống nhau. Đúng rồi, mi pha son này. Rồi như cái cách tập hôm trước mà. Rè mi pha đúng không? Pha mi rè đúng không? Bây giờ chị tập dây 3 này. Son la, không là la son. Son la tập ngoài một dây đó. Giống như là mấy dây trên thôi. Xong mình tập giai điệu đấy, là giai điệu này nó xuôi nó theo giai điệu đó, mình từ từ mình tập sau trên tiền lên đi xuống mình giống nãy à. Hiểu chứ khó quá, tiền nó quen thì từ từ quen á. Bây giờ xì vô đây này, son lá à, tập em son lá này. Son lá không là la son. Son lá hai, la son hai, nghỉ cái son la hai. Rồi là la son hai, bắt đầu dây dưới nhá. Si đô dê hai, dê đô si hai, si đô dê hai, dê đô si. Miệng nói tay làm, để xem hai tay nó giống nhau không. Dù mình bấm lên mà nó không giống là chắc chắn là tay trái hoặc tay phải sai. Xíu xíu cả clip này chị nhé.